Mặt gì thất thần vậy, không có tươi dễ trơn, cỡ vô đi lại má. Thần thái đâu, lấy ra nha. Chứ không có nhìn nghiêng nghiêng dạy liếc người ta. Cười cái gì kỳ vậy? Cười vậy em hết ga, cười thấy ghê à. Xuống đi lại đi nè. Xuống đi lại. Nằm thôi. Đi đúng nhạc nha, cảm nhạc lên. Nụ cười tắt mở liên tục chứ không phải nghe răng nhát người ta. Đúng rồi, cười tươi tự nhiên lên. Ánh mắt không có liếc nè. Ánh mắt nhìn đâu thì nhìn thẳng đó. Mỗi một động tác chừng khoảng mấy giây có điểm nhấn nha. Tự tin lên, thoải mái và tâm hồn nó vui vẻ lên. Cái mặt không có vui, chút về nhà coi cái mặt. Lên anh quay thử cho coi nè. Nó cười như vậy mới được, còn cái mặt nãy thì kỳ. Nhưng mà đừng cố gắng, đừng cái đầu đừng có rung rinh. Cái mặt gì kỳ lắm nha, cười tươi lại nha, về điều chỉnh tối nhìn vô kiến coi lại. Đúng rồi, tao làm duyên như vậy đó, cười phải như vậy đó. Tắt mở liên tục chứ không phải nghe răng ra không. Khuôn mặt là tươi lên, nó khác với khuôn mặt hồi nãy. Tự tin lên, bước chân thoải mái tự tin, đi nghe nhạc. Đó, đi như vậy đó. Có thần thái mới được. Ánh mắt mà vô hồn cũng không được nữa. Ánh mắt phải có hồn, nhìn thẳng xuống ban giám khảo. Nói chuyện bằng ánh mắt với ban giám khảo. Anh, mấy anh ơi, chấm điểm cho em cao cao á. Cái mặt thẳng ra đây, cứ nhìn nghiêng nghiêng hoài à. Đã kêu nhìn đi đâu phải nhìn thẳng ra, nhìn như vậy cùng cặp mắt nó liếc người ta sợ. Chúc coi cái mặt của mình là nó đơ như cây cơ vậy, nó không có tự nhiên. Thần thái ánh mắt gì không có gì hết trơn.
rồi, cười tự nhiên như vậy á, đúng rồi, nụ cười tắt mở nha, đó, cái mặt thẳng qua đây luôn, cái mặt nhìn thẳng chứ đừng bao giờ nhìn nghiêng hết á, nhìn nghiêng nó cái cặp mắt nó liếc liếc, rồi. Là sao? Đã không cho ánh mắt nhìn tùm lum mà. Trả xuống đi lại. Lên sân khấu là không có nhìn đi đâu hết á. Ra trình diễn rồi, ra trình diễn là bắt đầu cười rồi. Lúc mà lú đầu ra khỏi sân khấu là cười rồi. Nó phải đi mới cười đâu. Mềm hơn rồi đó, ok hơn rồi đó. Ráng tập tí xíu nữa.